Rồi, ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Game Mobile của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ mượn app của người chơi mèo để chúng ta sẽ cùng di chuyển đến với cụm 1 ở bên server Việt Nam. Đã rất là lâu rồi không gửi tới anh em các cái trận đánh ở bên server Việt Nam anh em ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng check xem là trong cụm 1 hiện nay đang diễn ra các trận đấu bán kết thì có trận đấu nào hấp dẫn hay không nhé. Ở trận đấu bán kết 1 thì anh em có thể thấy là có trận đấu giữa người chơi Dâu Bạc Xì Tin và người chơi Vladimir, và phần thắng thì dành cho người chơi Vladimir anh em ạ. Và đây, như vậy là với người chơi Vladimir thì hiện nay một team của bạn ý đang cân cả 3 team còn lại ấy của người chơi Dâu Bạc Xì Tin anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng check được chiến và đội hình một chút của người chơi Dâu Bạc Xì Tin nhé. Đối với người chơi Dâu Bạc Xì Tin hiện nay bạn ý đang xếp đội hình là từ cao xuống thấp. Với team chính bạn ý hiện nay đang được chiến là 15.270.000 với các em tướng là Carrot này. Đấy, Carrot thì hiện nay đang SP16 rồi. Tiếp theo nữa chúng ta có Sư Tử Vàng Siki cũng SP16 này, Luffy Zephyr cũng SP16, cùng với đó Rainian Thời Trẻ SP16 và Diva Uta SP16. Team số 2 của bạn ý hiện nay được chiến đang là 12.660.000 và team số 3 là 11.100.000. Với người chơi Vladimir thì ở trong trận đấu này thì bạn ý rất là tự tin khi mà chỉ cài đội hình một team chính của bạn ý trong team số 1 thôi. Và nực chiến hiện nay là 14.780.000. Như vậy là nếu mà để ý về nực chiến team chính thì người chơi Vladimir thì đang có phần là thấp hơn nực chiến so với team của người chơi Dâu Bạc Xì Tin. Cùng giống với người chơi Vladimir. Mình xin lỗi, giống với người chơi Dâu Bạc Xì Tin thì Vladimir của chúng ta cũng có em tướng Carrot SP16 này, Luffy Zephyr cũng SP16, Rainian Thời Trẻ SP16, Diva Uta SP16, và với Vladimir thì bạn ý không sử dụng Sư Tử Vàng Siki mà bạn ý đang sử dụng em tướng Silu, là một em tướng đam. Tuy nhiên đây, với người chơi Vladimir thì bạn ý đã bui em tướng Silu của chúng ta. Anh em thấy là máu hiện nay đang là 5 triệu máu. Như vậy là hướng bui có hai huy hiệu là tăng máu và hai huy hiệu tăng tỷ lệ bạo kích anh em ơi. Với rune thì hiện nay đang có một rune là tịnh hóa và tăng kháng bạo này, cùng với đó là thần thể và né đòn anh em ạ. Với như vậy là em tướng Silu của chúng ta đang được có hướng bui là bán tanh và bán đam nha anh em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiêu điểm, trận đấu bán kết 1 diễn ra ở cụm 1 giữa hai người chơi Dâu Bạc Xì Tin và người chơi Vladimir. Xuất phát ở bên trái màn hình của anh em, đó chính là team của người chơi Dâu Bạc Xì Tin và Vladimir thì ở bên phải nha anh em nhé. Ngay trong trận đấu đầu tiên thì anh em đã được chứng kiến các pha tấn công đến từ team chính của cả hai người chơi rồi. Hiện nay một team thì trên 15 triệu và một team thì trên 14 triệu, chênh nhau của hai team thì khoảng 4 đến 500 nghìn lực chiến. Với team của người chơi Dâu Bạc Xì Tin thì bạn ấy đang xếp với đội hình chữ A, anh em có thể thấy là một trước, hai giữa và hai sau. Còn đối với team của người chơi Vladimir thì bạn ấy đang xếp với đội hình hai trước, một giữa và hai sau anh em ạ. Ở hàng sau thì mình thấy có sự xuất hiện của cả hai người chơi hiện nay. Ở hàng sau thì đang xếp em tướng Dam Carrot và em tướng siêu búp là Diva Uta ở vị trí hàng sau anh em ạ. Ok, bây giờ sẽ là pha ulti đầu tiên của Rainian Thời Trẻ trong team của Vladimir với 11.600.000 sát thương này, tiếp tục liên kích lần 2, như vậy là 4.900.000 sát thương, rất là ok luôn anh em ơi. Đây sẽ là pha đáp trả đến từ Dâu Bạc Xì Tin, bao nhiêu? Như vậy là 6.600.000 anh em ạ. Và vừa rồi thì em tướng Rainian Thời Trẻ trong team của Dâu Bạc, bạn ý đã chọn con tướng đam chính, đó chính là em tướng Silver Rain và sát thương nan cho các mục tiêu khác nha anh em nhé. Đây sẽ là pha ulti rất là dài dòng đến từ vị trí của Diva Uta luôn. Diva Uta trong team của người chơi Vladimir với 4.400.000 lượng máu hồi luôn. Như vậy là vừa rồi Sư Tử Vàng Siki có một pha ulti 3.600.000 và không có pha liên kích anh em ạ. Đây sẽ là pha đấm đầu tiên, 8.900.000 sát thương đến từ vị trí của Luffy Zephyr. Như vậy là với pha ulti 8.900.000 vừa rồi thì Zephyr lượng sát thương gây ra còn cao hơn cả Sư Tử Vàng Siki trong team của bản thân người chơi Dâu Bạc Xì Tin anh em ạ. Còn đây là pha đáp trả phần hồi máu đến từ vị trí của Uta trong team của Dâu Bạc. Không biết là được bao nhiêu đây. Với Dâu Bạc với người chơi Vladimir thì 4.400.000, và đây rồi, một pha ulti hồi máu là 7.600.000 anh em ạ. Lượng máu hồi rất là cao luôn. Đây là pha ulti thứ hai của Carrot. Pha đầu là 7.900.000 và pha thứ hai là 10.900.000 sát thương. Như vậy là anh em có thể thấy là Carrot của chúng ta đến thời điểm hiện tại đang là một trong những em tướng có lượng sát thương rất là chất lượng luôn và có khả năng đảm bảo cực kỳ cao luôn anh em ạ.
Và như thế này thì từ đầu đến giờ, tính đến thời điểm chuẩn bị kết thúc tuần thứ hai thì mình có thể thấy là các em tướng trong team của người chơi Vladimir mặc dù là có cái lực chiến là thấp hơn, tuy nhiên là khi mà lượng đam gây ra của các em tướng trong team của người chơi Vladimir thì đang thể hiện tốt hơn rất là nhiều so với các em tướng trong team của người chơi dâu bạc anh em ạ. Đây cũng có thể là một trong những lý do dẫn đến phần thắng nghiêng về team của người chơi Vladimir nhé anh em nhé. Trận đấu của chúng ta bắt đầu bước sang turn số 3 và anh em có thể thấy là cả hai người chơi thì hiện nay vẫn còn đủ cả 5 con tướng. Tuy nhiên là với team của Vladimir thì hiện nay chỉ có duy nhất là em tướng Silver Rain là đang còn một chút máu thôi. Còn các em tướng trong team của người chơi dâu bạc thì hiện nay Nufi Zephyr thì hết máu rồi, đang có một cái khiên hấp thu HP bằng khoảng 2/3 cây máu của Nufi Zephyr và không thể hồi máu được bởi vì nó đang bị dính cái hiệu ứng là cấm trị liệu và cấm nhận khiên miễn dịch đến từ vị trí của em tướng Rainen thời trẻ gắn cho anh em ạ. Đấy, còn em tướng Rainen trong team của dâu bạc thì cũng gần hết máu rồi anh em ơi. Như vậy là chúng ta đến tính đến thời điểm ấy turn số 4, turn số 3 thì các em tướng trong team của người chơi dâu bạc Citin đang bị mất máu khá là nhiều luôn. Ok, không biết em tướng nào sẽ là em tướng lên bảng điểm số đầu tiên trong team của cả hai người chơi đây. Vừa rồi thì em tướng Rainen thời trẻ của chúng ta trong team của người chơi dâu bạc thì nó đã miễn tử lần đầu tiên rồi. Nếu mình không nhầm thì nó đã miễn tử lần đầu tiên đúng không anh em? Bởi vì là anh em có thể thấy là nó đẩy cây máu lên full cây máu và nhận luôn 10 tầng dấu ấn Dark King luôn anh em ạ. Ok. Như vậy là bây giờ sẽ đến pha đáp trả, các cái pha đáp trả đến từ các em tướng trong team của người chơi dâu bạc và với em tướng Rainen. Bây giờ thì Rainen trong team của người chơi Vladimir lại là em tướng có lượng máu bị hụt đi rất là nhiều. Và vừa rồi thì sau pha sử dụng kỹ năng 1 đến từ vị trí của em tướng Kerod thì Rainen trong team của Vladimir cũng phải bật nội tại rồi. 7 triệu 9 sát thương ở đòn đánh đầu tiên và chúng ta thấy là các em tướng trong team của người chơi Vladimir đang có lượng tốc độ là có phần cao hơn các em tướng trong team của người chơi dâu bạc anh em ạ. Đây cũng là một cái lợi thế khi mà em tướng Rainen thời trẻ trong team của Vladimir nó sử dụng đòn tấn công ulti trước thì nó sẽ có khả năng là gây hiệu ứng cấm trị liệu và cấm nhận khiên miễn dịch cho một trong các em tướng trong team của người chơi dâu bạc Citin nha anh em nhé. Ok, 4 triệu 2 mạng lượng máu hồi kìa anh em ơi. Tiếp theo pha liên kích thứ hai của em tướng Divauta trong turn 6 anh em ạ. Bao nhiêu đây? Như vậy là pha liên kích thứ hai là 2 triệu 8 và bây giờ chúng ta đến với pha ulti thứ hai trong trận đánh ngày hôm nay của em tướng sư tử vàng Siki. Thật sự là đáng thất vọng, nhưng đến pha liên kích thứ hai ở trong turn số 6 với 11 triệu sát thương thì đã gỡ gạc lại phần nào bộ mặt cho em tướng sư tử vàng Siki trong team của người chơi dâu bạc Citin rồi anh em ạ. Đây sẽ là pha đáp trả tiếp theo đến từ Uta. Nếu như ở trong turn số 2 lượng máu hồi là khoảng 7 triệu 6 thì trong turn 6 lượng máu hồi sẽ là bao nhiêu đây? Rồi, như vậy là trong turn 6 vừa rồi thì Uta của chúng ta hồi 10 triệu 400 nghìn máu rồi anh em ạ. Rất là cao. Và 18 triệu tiếp tục lại là một pha nổ đam bạo đến từ vị trí của bé Kerod trong team của người chơi Vladimir với 18 triệu sát thương anh em ơi. Đây là pha đáp trả. Như vậy là pha đáp trả chỉ có 1 triệu 7 thôi và Kerod vừa rồi thì là chọn mục tiêu tấn công đó chính là em tướng Luffy Zephyr. Nếu mình nhớ không nhầm thì trong cái nội tại đoàn tấn công ulti của em tướng Kerod thì khi mà trong team của đối thủ có em tướng nào đó lượng máu dưới 60% hay là dưới 40% ấy thì Kerod sẽ ưu tiên là tấn công con tướng đó là mục tiêu chính anh em ạ. Do vậy là vừa rồi khi mà bé Kerod tấn công vào vị trí của em tướng Luffy Zephyr, cái lượng sát thương khi mà tấn công vào một em tướng tanh và Zephyr của chúng ta thì đang mang cái nhãn cầu nữa nên là cái lượng sát thương gây ra khá là thấp luôn. Ok, như vậy là ở turn số 6 sau pha ulti của các em tướng thì Luffy Zephyr trong team của người chơi dâu bạc Citin đã lên đường rồi. Bây giờ chúng ta tỷ số đang là 4 đấu với 5 anh em ạ, 4 đấu với 5 và team của người chơi dâu bạc thì đã mất một tanh rồi. Bây giờ chỉ còn 3 đam và một búp nữa thôi. Và hiện nay thì em búp Divauta của người chơi dâu bạc thì lại đang bị gây choáng nữa cơ. Không biết là sẽ kết thúc ở trong turn số bao nhiêu đây. Nhưng bây giờ thì trận đấu đang diễn ra ở turn số 8 và vừa rồi thì bé Kerod tiếp tục lại tiễn em tướng Rainen thời trẻ lên đường rồi và Kerod cũng có một pha trả thù cho Rainen, đó chính là tiễn em tướng là Silverbrain trong team của người chơi Vladimir lên đường. Bây giờ chúng ta còn 3 đấu với 4, trong đó thì trong team của người chơi Vladimir thì vẫn còn em tướng siêu ram là em tướng Rainen với khả năng cấm trị và em tướng Kerod nữa. Còn trong team của người chơi dâu bạc thì hiện nay thì còn hai Kerod và em tướng sư tử vàng Siki thôi anh em ơi.
Cả ba em tướng thì đều đang full SP16 và tất cả 10 con tướng trong cả hai team số 1 của hai người chơi đều full SP16 cả anh em ạ. Ok, và Luffy Zephyr thì bên server châu Âu và bên server Trung Quốc thì đã ra một phiên bản skin, đó là Snake Man, trạng thái Snake Man anh em ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, tuy nhiên là mình vẫn chưa làm video được cho anh em ở trận đánh nào có new skin của em tướng Luffy Zephyr, mình sẽ cố gắng là tìm và gửi tới anh em trong những cái video mới nhất và gần nhất nha anh em nhé. Thời gian này thì mình cũng khá là bận, thật sự là cũng khá là bận và cũng không có điều kiện về thời gian và địa điểm để có thể review các trận đánh cho anh em, nên là khi nào có thời gian và có điều kiện thì mình sẽ làm các video có comment và bình phần bình luận review của mình ở trong trận đánh, còn không thì mình sẽ gửi tới anh em khi mà kiếm được các cái trận đấu hay thì mình sẽ gửi tới anh em các cái trận đánh mà không có phần bình luận của mình nhá anh em nhé. Có gì thì anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình để mình có điều kiện thời gian thì mình sẽ tiếp tục là phục vụ anh em với những trận đánh trong con game kho báu truyền thuyết và các phần review về các em tướng nha anh em nhé. Như vậy là sau turn số 10 thì team số 1 của người chơi Dâu Bạc Xì Tin thì đã chịu khuất phục với team của người chơi Vladimir rồi. Và bây giờ thì anh em sẽ cùng đến với team số 2 của Dâu Bạc. Với team số 2 của Dâu Bạc, bạn ý đang sử dụng em đội hình vẫn là đội hình một trước hai sữa và hai sau với em tướng tanh Edward Greenville, cùng với đó là Nikanofi, Dulap, Blitz, Wanomako và em tướng Kinh Hỏa Hoạn. Như vậy là bốn em tướng full SP16 và để em tướng Edward Greenville ở vị trí hàng đầu. Mục đích Edward Greenville để ở vị trí hàng đầu thì chắc là anh em biết, cơ bản là biết hết rồi. Một là để tanh chống chịu, là một đón nhận các cái đòn tấn công của tướng đối phương, và thứ hai đó là trong cái nội tại kỹ năng thứ tư của em tướng Edward Greenville, nếu như mà nó nhận cái lượng sát thương mà gây sát thương chí mạng và nó bị gây chết thì nó sẽ gắn cái dấu ấn phục thù cho cái con tướng mà tiêu diệt nó. Với cái dấu ấn phục thù, nếu như chúng ta bui full được cái kỹ năng thứ tư của em tướng Edward Greenville lên level 4 thì nếu mình nhớ không nhầm thì nó sẽ giảm 45% sát thương của cái con tướng đối thủ anh em ạ. Đây là một cái cách để các người chơi đang tiến hành là khắc chế những cái con tướng sát thương cực khủng đến từ team của đối thủ anh em ơi. Ok, trận đấu số 2 chúng ta bắt đầu bước sang turn số 2 và anh em đã được chứng kiến các pha ulti của các em tướng trong team của người chơi Dâu Bạc Xì Tin rồi. Tuy nhiên là không thấm vào đâu cả anh em ạ. Khi mà lần lượt những em tướng như là Nikanofi, Sư Tử Vàng Siki, Nikanofi này, em tướng Kinh Hỏa Hoạn này và em tướng Dulap Blitz lần lượt ulti, nhưng cả bốn em tướng trong team của Vladimir thì hiện nay vẫn đang trụ rất là vững và lượng máu thì còn vẫn rất là nhiều luôn anh em ạ. Ok rồi, đây là những cái pha tấn công của Dulap Blitz anh em ạ, rất là yếu luôn đúng không anh em. Đây 3.2 triệu sát thương đến từ vị trí của Nikanofi luôn anh em ơi. Thật ra thì nhà phát hành làm cái phiên bản Nikanofi thì mình thấy là làm khá là sớm, làm rất là sớm luôn, gọi là chạy theo cái xu thế của phần truyện và phần phim hoạt hình, nhưng mà mình thấy là ra sớm quá. Do vậy là Nika của chúng ta ấy, mặc dù đây là một phiên bản cực kỳ là chất lượng luôn, phiên bản gọi là nâng cấp lên tứ hoàng luôn và đã có thể là đánh bay Dragon Kaido rồi, đánh bay tứ hoàng Kaido rồi, nhưng trong con game kho báu truyền thuyết thì mình thấy là nhà phát hành lại đang ưu ái phiên bản là Luffy Zephyr hơn, bởi vì Luffy Zephyr thật sự với anh em là ra ở các server rất là lâu rồi, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang được các top bên server Trung, bên server Âu, bên server Hàn giữ ở trong cái team chính. Thì như vậy là nhà phát hành đang rất là ưu ái phiên bản là Zephyr, phiên bản Snake Man nữa, vừa rồi lại tiếp tục làm thêm một skin phiên bản Snake Man cho em tướng Luffy Zephyr và làm lại tạo hình của các cái đòn tấn công kỹ năng của em tướng Luffy Zephyr luôn anh em ạ. Thật sự rất là ưu ái luôn. Mình hy vọng là Nikanofi của chúng ta cũng sẽ có những cái phiên bản nâng cấp hoặc là sửa lỗi để Nikanofi sẽ là một phiên bản Luffy Zephyr cực kỳ là chất lượng luôn. Ok anh em ơi, như vậy là em tướng Edward Greenville đã lên đường rồi. Và người đâu, mình sẽ đang quan sát người dính cái dấu ấn phục thù đến từ vị trí của em tướng Edward Greenville đâu. Sao hiện nay lại không thấy hiện cái dấu ấn phục thù đâu. Như vậy là Rainen anh em ạ. Rainen thời trẻ là con tướng kết liễu em tướng Edward Greenville. Do đó thì Rainen hiện nay đang bị dính dấu ấn phục thù. Mình sẽ cùng check xem là em tướng Rainen thì hiện nay phục thù và sẽ bị trừ bao nhiêu lượng sát thương nhé. Như vậy là 50% sát nữa cái sát thương rồi anh em ạ, giảm 50% sát thương, búp sát thương chứ không phải là 45% như vừa rồi mình nói anh em ơi. Và vừa rồi anh em có thể thấy là có được chứng kiến một pha sử dụng kỹ năng 1 đến từ vị trí của bé Carrot với 26 triệu sát thương anh em ạ. Và sau pha tấn công vừa rồi của bé Carrot thì lần lượt hai em tướng nữa trong team của Dâu Bạc Xì Tin đã lên đường, và bây giờ chúng ta chỉ còn Kinh Hỏa Hoạn và Wanomako trong team số 2 luôn.
Không biết là trận đấu số 2 sẽ kết thúc ở tơn số bao nhiêu đây, và các em tướng trong team của người chơi Vladimir của chúng ta thì vẫn đang trụ rất là vững. Bây giờ thì cái số lượng tướng nó không quyết định đến phần thắng thua nữa rồi anh em ạ. Khi mà lực chiến của cả hai người chơi, lúc này nếu xét về hai team thì lực chiến trong team của người chơi Vladimir mặc dù là 14 triệu mất một em tướng nhưng nó vẫn cao hơn. Đấy, gọi là có bốn con tướng thì cứ cho là trừ 2 triệu đi thì nó còn tầm 12 triệu thì cũng cao ngang ngửa với cái team số 2 của người chơi Dâu Bạc Citin rồi. Nhưng bốn con tướng 12 triệu thì nó sẽ khác năm con tướng 12 triệu lực chiến anh em ơi. Ok. Trận đấu của chúng ta bước sang tơn số 8 và bây giờ tỷ số là 2 đấu với 4, 2 đấu với 4 và không biết sẽ kết thúc ở tơn mấy đây, tơn 9 hay tơn 10. Tiếp tục là một pha đam bạo với 7 triệu 2 sát thương đến từ vị trí của bé Keros và liên kích 1 triệu kìa. Rất ok luôn đúng không anh em? Tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng đến với tơn 9. Tơn 9 thì các em tướng của chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng ulti và rất có thể sẽ kết thúc ở trong tơn 9 hoặc tơn 10 thôi. Khi mà Keros ulti và Reinhardt ulti. Reinhardt ulti mục tiêu chính là em tướng Wanomaco thì Marco chắc chắn là sẽ xác định là chuẩn bị lên bảng điểm số. Lý do là bởi vì ăn trọn 100% cái dấu ấn là cấm trị liệu và cấm nhận khiên miễn dịch rồi thì Marco của chúng ta chắc chắn sẽ sự lên đường trong phút 1 thôi anh em ơi. Ok. Rồi, hai pha ulti liên tục đến từ vị trí của em tướng Divauta luôn anh em ạ. Trong tơn số 9 này thì các em tướng trong team của người chơi Dâu Bạc Citin nếu mình nhớ không nhầm thì nó sẽ sử dụng kỹ năng 1. Đấy, còn các em tướng trong team của người chơi Vladimir thì nó được duy trì các cái tơn đến từ trận đánh đầu tiên. Do vậy tơn 9 này thì nó sử dụng kỹ năng ulti 1 triệu rưỡi và Wanomaco của chúng ta thì đã hết sạch máu rồi anh em ơi và tiếp tục là lên bảng điểm số. Vừa rồi là miễn tử, đáng em miễn tử và hồi ngay lập tức một lượng máu. Nhưng em tướng Wanomaco thì bị dính dấu ấn cấm nhận khiên miễn dịch và cấm trị liệu đến từ vị trí của Reinhardt. Và Reinhardt là con tướng kết thúc và tiễn team số 2 của người chơi Dâu Bạc City lên đường. Và bây giờ anh em sẽ cùng đến với team cuối cùng, phần dãy giụa cuối cùng đến từ team của người chơi Dâu Bạc với Big Mom, Oden, Sabo, Yamato và Yepy. Như vậy team này thì chắc chắn là sẽ không thể làm nên trò trống gì nữa rồi. Bởi vì về chất tướng hiện nay thì có em tướng Yamato và em tướng Yepy và em tướng Oden thì mình thấy là còn duy trì được tiếp theo. Nhưng cái lực chiến thì nó đuối hơn rất là nhiều và chất tướng thì đuối hơn rất là nhiều so với em tướng Ray nè. Rất là nhanh chóng thì em tướng Big Mom của chúng ta đã chết và nhận được cái nội tại là hồi sinh ngay lập tức đến từ vị trí của em tướng Yepy rồi anh em ơi. Ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các pha ulti của các em tướng trong team của người chơi Dâu Bạc Citin để xem có làm nên trò trống gì hay không. Không biết là Yamato liệu có thể cứu được team của người chơi, cứu vớt bộ mặt cho team của người chơi Dâu Bạc Citin không. Tiễn được một hai em tướng lên đường đã là chất lượng rồi. Nào bây giờ là 5 triệu tư sát thương và không vần gì anh em ơi. Không một chút si nhê gì đến từ team của người chơi Vladimir cả anh em ạ. Thật sự rất là chất lượng luôn. Đến từ 4 em tướng còn lại trong team của Vladimir. Và bây giờ Big Mom sau khi sử dụng đòn đánh thì trong tơn 3 chắc chắn là sẽ lên bảng điểm số rồi. Không còn gì phải bàn cãi nữa sau khi mà đã hết các cái dấu ấn miễn tử rồi. Lên. Đấy. Big Mom là con tướng lên đầu tiên. Từng bước một thì các em tướng trong team của người chơi Dâu Bạc sẽ lên được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với pha sử dụng kỹ năng 1 đến từ Keros và 20.900.000. Tiếp tục Oden là em tướng lên được. Như vậy là chỉ còn 3 con tướng nữa thôi. Và trận đấu của chúng ta sẽ tiếp tục. Sẽ tiếp tục đến tơn 4 hay tơn 5 đây. Chuyển sang tơn tiếp theo thì các em tướng trong team của Vladimir sẽ sử dụng kỹ năng đánh thường. Nhưng đánh thường thì... À đây rồi, ulti anh em ạ chứ không phải đánh thường. Và đây rồi, sẽ là một pha clear không? 10.400.000 và như vậy Zephy là em tướng nổi lên bảng điểm số tiếp theo. Và chúng ta sẽ được chứng kiến pha ulti của bé Keros. Và Keros thì chắc chắn là sẽ với một pha ulti của Keros thì sẽ tiễn một trong hai em tướng lên đường. Nếu liên kích, nếu may mắn liên kích thì cả hai em tướng còn lại trong team của người chơi Dâu Bạc Xì Tin sẽ lên đường nha anh em nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với pha ulti của bé Keros của chúng ta. Một trận thắng rất là vinh quang và rất là chất lượng đến từ team của Vladimir luôn. Một đấu với ba anh em ơi. Ok, 5 triệu 7 và Yamato lên đường và tiếp tục đúng như vậy liên kích và 11.800.000. Sabo đã lên đường rồi anh em ơi. Một đấu với ba. Một cân ba luôn anh em ơi. Trong trận đấu đầu tiên 10 tơn Keros của chúng ta 105 triệu 730.000 sát thương,
gấp đôi cái lượng sát thương mà em tướng Rainen thời trẻ gây ra anh em ạ. Ở trận đấu số 2 vẫn tiếp tục là bé Keroz với 71.390.000 sát thương MVV. Ở trận đấu số 3 lại tiếp tục là bé Keroz của chúng ta 4 tơn 51.910.000 sát thương. Như vậy anh em có thể thấy là với bé Keroz của team của người chơi Varami thì trung bình mỗi tơn nó gây ra khoảng 10 triệu, sấp xỉ 10 triệu sát thương anh em ạ. Và ở trận đấu chung kết chúng ta thấy hai người chơi là Vladimir sẽ gặp người chơi Moon của chúng ta anh em ạ. Moon thì hiện nay nực chiến và các em tướng thì đang giống y hệt các em tướng trong team của người chơi Vladimir, chỉ khác là Moon hiện nay nực chiến đang là 16.400.000 và với người chơi Vladimir thì nực chiến đang là 14.780.000, như vậy chênh nhau khoảng 1.500.000 nực chiến. Không biết là phần thắng sẽ nghiêng về ai đây, thì anh em sẽ cùng chờ đón ở trong cái trận đấu chung kết nha anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.